Người coi anh mời hai viên vào đấu. Anh có mưa. Tắt trong tay chuẩn bị. Công viên chuẩn bị. Bật luôn. Trận đấu bắt đầu. Hai vận viên nặng cân 48 kg Nguyễn Quang Đông, Sóc Sơn, Nguyễn Thành Phong, Gia Lâm, Thủy Lệ. Nhắc lại, hai vận viên nặng cân 48 kg Nguyễn Quang Đông, Sóc Sơn, Nguyễn Thành Phong, Gia Lâm, Thủy Lệ. Đi lên nhanh nhá. Mưa sắp nám rồi. Đây nó mình đỏ. Ông chủ biết cho cái này cho nó chuyển được mưa. Đang 1m50 cao lớn nhất.
quay cái đôi cổ động viên nhiệt tình. Quay cổ động viên rồi. Sau hai trận đấu với số điểm 5-0 một viên bắc cảng đỏ đoàn gia lâm bắc buộc mời thầy đàn nữ đoàn trên đảng mời hai vận viên Nguyễn Quang Đông.